Đây là một trong hai tác phẩm mà tranh gỗ Bùi Gia đã chế tác bên trong khuôn viên của nhà thờ Hậu Bùi Việt Nam. Vào dịp tháng 8 năm 2019, tôi nhận được điện thoại của một anh kiến trúc sư phụ trách xây dựng cho nhà thờ Hậu Bùi. Tôi đã được giao đục chạm hai cụ là Bùi Huy Tùng và cụ Bùi Văn Dị. Cụ Bùi Huy Tùng sinh năm 1794 và mất năm 1862. Ông dù không phải là ông nghề ông cử, nhưng ông lại là một người trọng nhân nghĩa, giữ lễ nghi và chuộng làm việc thiện. Ông tu bổ văn chỉ Thọ Xương, bổ chính chùa Phất Lộc và đình Thanh Hà, lại bỏ tiền ra để biên soạn nhiều sách quý cho nhân dân. Bởi vậy mà hình ảnh của cụ luôn gắn liền với một hình ảnh của đại tri thức, tao nhã, yêu thương mọi người. Cụ Bùi Văn Dị sinh năm 1833, mất năm 1895. Gia đình cụ là một gia đình quyền quý, chi họ nối đời làm quan nên còn được vua phong là Tú Đại Đồng Đường Đại Đại Khoa. Khi làm quan, ông đã quả quyết dâng sớ đánh Pháp và được vua chấp thuận, để từ đó nổi danh với các trận đánh ở Cầu Giấy, Gia Lâm. Trên bức tranh mô tả cảnh ông dâng sớ đánh Pháp và phía dưới là quân Pháp đang tiến vào thành Thăng Long, cùng với lửa cháy thể hiện sự cấp bách của thế cuộc. Và các bạn cũng cảm nhận được lòng tận trung vì nước của các cụ họ Bùi của chúng ta. Các bạn cảm nhận như thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé!